Cho đồ rồi.
Gì con? Gì? Con khủng long đấy. Con khủng long. Sắp di chuyển tới rồi. Lấy cái cục này ra đi. Đoàn xe tải đang chở bầy thú. Ok, ok, tới rồi. Tới rồi. Đây là một đoàn thú đây. Con này nhảy lên đây. Để lên đây. Để con thú lên đây.